Xin chào các bạn. Hôm nay mình muốn chia sẻ trải nghiệm của mình về hai dòng nước giặt mới nhất đến từ Hang Seng, và đó là Highlight và Essence. Mình thì đã sử dụng cả hai loại nước giặt này trong một thời gian rồi, và hôm nay thì muốn chia sẻ những ấn tượng của mình về chúng. Đầu tiên hãy nói về mùi thơm nha. Wow, mình phải công nhận một điều rằng là cả hai loại nước giặt này nè đều có hương thơm rất là quyến rũ nha. Như vậy á thì sau khi mà giặt xong, quần áo của chúng ta không chỉ sạch, thơm phức mà kéo dài tới tận 72 giờ đó. Và điều này khiến cho mình tự tin suốt cả ngày dài. Điểm đáng chú ý tiếp theo đó là khả năng làm sạch mà không cần phải giặt. Mình đã thử ngâm đồ của mình với nước giặt Hang Seng nè, và kết quả rất là bất ngờ luôn. Quần áo của mình trở nên sạch hơn mà không cần phải giặt đi giặt lại nhiều lần. Và điều này giúp mình tiết kiệm được thời gian, công sức mà kết quả mang lại vẫn rất là xuất sắc nha. Ngoài ra, mình cũng muốn nhấn mạnh vào khả năng thấm sâu và sợi vải của cả hai loại nước giặt này. Theo thời gian đó thì mình nhận thấy rằng quần áo của mình ngày càng sạch hơn nè, và khả năng thấm sâu vào sợi vải thì ngày càng tốt hơn, và điều này đã cho thấy được chất lượng và cũng như là hiệu quả của sản phẩm Hang Seng đó. Đặc biệt nha, sản phẩm nước giặt của công ty Hang Seng còn có một công dụng tuyệt vời khác, đó chính là khả năng kháng khuẩn và diệt khuẩn. Đây, các bạn có thể quan sát thấy cái dấu chữ thập ở trên chai nè đó. Chai bên này cũng có luôn đây đó, và cái điều này rất là hữu ích trong cái mùa Covid hiện nay đó các bạn. Và cuối cùng, mình muốn khuyên các bạn mà mình đang sử dụng hàng nhập khẩu đó thì hãy thử trải nghiệm sản phẩm Hang Seng này đi nha. Và mình tin rằng các bạn sẽ bị ấn tượng bởi cái sự khác biệt đặc sắc của Hang Seng. Sản phẩm Hang Seng không chỉ uy tín mà còn mang đến một luồng gió mới và cái hương thơm quyến rũ cho các bạn đó. Nếu như bạn đang tìm kiếm nước giặt cho gia đình mình thì bộ đôi sản phẩm nước giặt Hang Seng, Highlight và Essence sẽ trở thành hai sự lựa chọn tuyệt vời cho việc chăm sóc và làm sạch quần áo của bạn. Nếu như bạn đang là một nhà phân phối, cửa hàng hoặc là đại lý và muốn trở thành nhà phân phối của sản phẩm này thì hãy liên hệ trực tiếp để đặt hàng cũng như là nhận được những chính sách độc quyền phân phối. Để biết thêm thông tin chi tiết, bạn có thể liên hệ tới số hotline 0388038828 hoặc truy cập vào trang web hangsengjm.com hoặc gửi email đến địa chỉ hangsengjm@gmail.com. Còn bây giờ thì tạm biệt mọi người.